trình Nhạc Tài Tử Nam Bộ. Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng thưởng thức chương trình ca nhạc Tài Tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục giới thiệu một số tiết mục do câu lạc bộ đờn ca tài tử Ngũ Cung trình bày. Thành phần ban nhạc: Minh Tuấn đờn kiềm, Út Mừng đờn guitar phím lõm, Tấn Nghiệp đờn tranh và Thanh Phong đờn cò. Mở đầu chương trình là thể điệu Long Đăng, Bác Hồ kính yêu, viết lời Phạm Ngọc Phú do tài tử Kim Anh trình bày. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả cùng nghe tài tử Kim Sang hát bài Sống Mãi Với Thời Gian, viết lời Minh Tuấn, theo thể điệu Ngũ Đối Hạ. Lắm cánh đau thương xa quê
giặc giả mưu sinh. Tướng dân còn lắm nỗi tê lưng, học tập con đường các bác lê nên. Đoàn kết một lòng tất cả nhân dân, sông chung một mái nhà. Ngày mùng hai sử sanh ghi lại, tháng chín năm xưa quảng trường Ba Đình, giọng Bác Hồ âm vang khai sinh nền độc lập tự do, cùng sanh với bè bạn Tài tử Thành Nguyên tiếp nối chương trình với thể điệu Văn Thiên Tường lớp 2, Mẹ Xưa, viết lời Nguyễn Minh. một nỗi sợ
sầu nhớ mẹ em. Mười năm trường tóc mẹ trắng màu cây, mưa tuôn gió thổi nhớ mẹ áo bà ba. Giờ xa xôi trong cơn mơ đổi cả tiên thù tài tiên mẹ người đau thương con giết buồn lạc lối mây nào quay về. Xin thời gian trở lại khi xưa, chiều nay dần dần xa đưa giọng ru hời của mẹ khi xưa, trăng tròn lại một nắng hai sương, con đường trần lâm nổi trong gai, mẹ thương con trôi dạt nơi quê. Ngày xưa thơ ấu buồn vui bên mẹ, con phụ ơn sâu của mẹ không lần chiến thắng. Cho dù có đi hết biển rộng trời cao, tình mẹ hiền đẹp tựa trăng sao, lòng bao dung rộng lớn tựa đất trời, mênh mông như biển xóa tan bao phiền muộn. Hạ cát bên sông còn đêm mẫu tử thiên liêng, đông đêm được bao giờ, từng đêm mòn mỏi mắt lệ con về.
chốn bình yên. Liên tục chương trình, tài tử Kim Anh trình bày thể điệu giọng cổ nhịp 16, Xuân về trên thành phố mới, viết lời Lê Minh Hùng.
Kết thúc chương trình, tài tử Mỹ Hạnh hát thể điệu dòng khúc Đêm Mưa, soạn lời Minh Tuấn.
cho lòng phi tan. Quý thính giả vừa thưởng thức một số tiết mục đờn ca tài tử của câu lạc bộ đờn ca tài tử Ngũ Cung. Chương trình ca nhạc tài tử Nam Bộ của Đài Phát thanh Vĩnh Long hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.